Hi. Well, I'm on my way to make a video of the strangest wine I have ever come across. And I hope it is going to freak you also out. I'm here to talk to Mr. Chuhe about snake wine. And I hope it's going to interest you to know what snake wine can do. So stay tuned. What is the traditional name of the drink? Quả nó rất đơn giản, nó có cái tên là rượu rắn thôi. Why do you use snakes? Tức là người ta quan niệm ngâm cái con rắn này vào rượu, uống cái rượu rắn đấy thì nó có cái tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể, nó khác từ một số bệnh, ví dụ về xương khớp. How long must the snake be in the wine? Có những người ta ngâm người ta nửa năm hoặc một năm người ta mới uống được. Thế nhưng mà tớ được biết qua sách vở, cái sự hiểu biết của tớ thì tớ ngâm là độ 3 năm rồi tớ mới bỏ ra tớ uống. Thì lúc bây giờ là mở cái lọ rượu ra thì nó cái hương nó thơm, thơm lắm. Nó không còn cái mùi tanh mà nó cũng chẳng còn cái mùi gây chẳng hạn thế. Are there special processes that you put the snakes through before you put them in the wine? Thế thì cắt tiết con rắn này. Thế xong rồi là moi hết cái nội tạng này đi. Thế xong rồi còn cái phần bề ngoài thì mình đánh vẩy, con rắn nó có vẩy. Thế thì mình đánh hết vẩy đi. Thế xong còn bên trong hành vẩy rượu chẳng hạn, con rắn 1 kg thì mình dùng khoảng độ 1 lít rượu, thì mình cho con rắn bỏ qua vào trong một cái son, cái đồ vật gì đấy, xong rồi là mình ngâm cho được 15-20 phút bằng cái rượu đấy. Thế xong rồi là mình sau 15-20 phút rồi thì là mình dùng chính cái rượu đấy, mình rửa sạch những cái màng nhầy màng nhớt, sau khi mình móc hết cái bộ nội tạng thì là chung quanh thành ruột đấy là nó có những cái nhầy với nhớt. Thế thì cốt sau là mình lấy rượu mình rửa được hết những cái nhầy với nhớt. Thế và bên ngoài thì là mình đánh được hết sạch vẩy đi. Thế là xong là mình cho và mình ngâm nó. Which age can drink this wine? Cứ người trưởng thành rồi là uống được. Trước đây thì cứ bảo là 60, 70 thì hãng uống. Tuy nhiên mà cứ độ tuổi trưởng thành là uống được. Again, we are here to see another wine. Let's go in and see what is inside for us. Thank you.
Rồi. Xin mời. Giờ vẫn okay, là năm mới. Chúc hai anh em nhá. Năm mới. This is Snake của anh. Mình nào sức khỏe. Có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Okay. Right. Thank you. So, Snake one, right?